Đại diện Bộ Giao thông Vận tải cho biết, việc tăng tổng mức đầu tư chủ yếu do thay đổi chính sách, giá nguyên vật liệu tăng, giải phóng mặt bằng, xử lý kỹ thuật thông thường thi công. Riêng tăng do giải phóng mặt bằng đã chiếm tới gần 1/3 tổng số tiền. Hơn nữa, công tác giải phóng mặt bằng khó khăn, sự phối hợp giữa chủ đầu tư và địa phương chưa tốt là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến chậm tiến độ dự án. Một nguyên nhân nữa dẫn đến tổng mức đầu tư công trình tăng cao là do tăng kế hoạch điều chỉnh và bổ sung cho tiểu dự án hạng mục. So với quy định về tăng quy mô, Bộ Giao thông Vận tải đã thực hiện nghiêm túc các quy định luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Việc điều chỉnh tổng mức đầu tư là cần thiết đối với các dự án. Các dự án sau khi điều chỉnh đã phát huy hiệu quả cao trong quá trình điều chỉnh tổng mức đầu tư, Bộ Giao thông Vận tải đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng cơ bản.